Thưa quý vị, cho tới nay thì nhận định cho rằng việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ có lợi cho nước Nga của Tổng thống Putin vẫn còn gây tranh cãi và người Nga thì vẫn chưa có phản ứng rõ nét gì về cuộc bầu cử Tổng thống vừa mới diễn ra ở Mỹ. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy rằng ở thời điểm này, tại thủ đô Moscow thì mọi thương hiệu liên quan đến ông Donald Trump, từ cà phê, bánh ngọt, hương vị Donald Trump cho tới loại búp bê truyền thống Materuska lại đang giúp các cửa hàng ăn nên làm ra. Và tất nhiên, đây là lý do khiến các chủ kinh doanh đồ lưu niệm ở Nga vui mừng. Materuska, loại búp bê gỗ với nhiều kích cỡ bé dần lồng vào nhau, là một món quà lưu niệm nổi tiếng của Nga. Tại các cửa hàng lưu niệm ở Moscow, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các búp bê Materuska in chân dung Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo trong quá khứ. Nhưng bắt đầu từ đầu năm nay, búp bê in chân dung ông Trump được bày bán xen giữa hình ảnh của các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Và búp bê Materuska phiên bản Donald Trump lại bán chạy hơn các búp bê chân dung khác. Giống như búp bê Materuska, tôi nghĩ ông ấy giống như thế. Bạn mở ra và bạn lại được thêm một con ở bên trong. Ông Donald Trump cũng thế, ông ấy đa tầng, tôi nghĩ vậy. Theo các chủ tiệm ở Moscow, người mua búp bê Materuska phiên bản Donald Trump không chỉ có giới sưu tầm mà còn có cả du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ở Moscow, họ lại không bán búp bê Materuska phiên bản Hillary Clinton. Còn theo phiên bản truyền thống, búp bê Materuska được tô vẽ như những thôn nữ mặc trang phục của Nga. Tuy nhiên, các phiên bản hiện đại thường ăn theo những diễn viên, nghệ sĩ, nhân vật hoạt hình và chính trị gia. Trước đó, trong quá trình tranh cử Tổng thống, ông Trump từng ca ngợi Tổng thống Nga Putin là người xuất chúng và cho rằng ông giỏi hơn nhà lãnh đạo Mỹ Obama.